Xin chào quý vị và các bạn. Một thương hiệu xe của Trung Quốc vừa mới được Tesla nhắc đến rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó copy, nó clone nguyên của Tesla sang xe của nó. Đây là chiếc G3 hay Q3 tôi không nhớ, G3 của một hãng tên là Xpeng hay là Xiaopeng. Một chiếc xe chạy điện hoàn toàn, chạy điện hoàn toàn nhé. Và thậm chí với tôi nó còn đẹp hơn Tesla. Và mức giá, tôi nói các bạn đừng giật mình nhé. Chiếc xe này chưa đọc giá, vội đọc thông số. Chiếc xe này một lần sạc đầy nó đi được 365 cây số. Không phải là quá lớn, 365 cây mà chúng ta đi dân dụng hàng ngày là cũng phải đi mấy hôm mới hết. Và giá 20.000 đô, 20.000 đô la Mỹ tại Trung Quốc, bạn mua được xe nào? Bạn cầm 20.000 đô ở Việt Nam, bạn mua được xe nào? Hãy cho chúng tôi biết. Và liệu nó có được như thế này không? Lát nữa tôi sẽ cho các bạn biết nó khủng khiếp như thế nào. Chiếc xe này là một chiếc xe chạy điện hoàn toàn. Hãng Xiaopeng vừa mới được nhận thêm cái vốn đầu tư của Alibaba và Foxconn lên đến 2,7 tỷ đô, 2,7 tỷ đô để phát triển xe điện. 2,7 tỷ đô thì nó còn chưa bằng cái số tiền mà chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã đầu tư vào VinFast. Nhưng mà đấy, cái xe này nó 20.000 đô nhá. 20.000 đô la Mỹ tại Trung Quốc. Xe này mà về Việt Nam mà 20.000 đô thì chắc là chạy đầy đường. Đây cũng là một cái ví dụ để cho những người làm xe tại Việt Nam làm một cái tham chiếu. Mặc dù là ở Trung Quốc cũng có thuế, xe điện họ đang giảm, ở Việt Nam cũng có thuế, nhưng mà người dân mà được chạy những cái xe đẹp, ngon, giá kiểu như này thì có lẽ đất nước của chúng ta sẽ có chỉ số hạnh phúc rất cao. Tôi nghĩ là như vậy. Và sẽ xanh sạch đẹp hơn bởi vì xe chạy điện hoàn toàn thôi. Chúng ta sẽ có một chiếc xe G3 về ngoại hình có chút gì na ná giống Tesla, na ná thôi, nhưng với tôi nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn đặc biệt từ cụm đèn này. Đèn nó chia làm rất nhiều bóng projector nhỏ, full LED ở trong, toàn bộ đều là LED hết. Cái dây LED ở dưới cũng là LED. Cảm biến xung quanh xe luôn. Đẹp không? Đẹp hết bàn luôn. Rồi chúng ta sang phần mâm xe đi. Mâm xe chúng ta có một cái bộ mâm 19 inch đa chấu, 19 inch cơ mà, quá đẹp luôn. Đánh lái cực kỳ nhẹ nhá, bởi vì cái xe này chạy điện, nó trợ lực điện mà, nên là cứ để im này nó đánh lái thoải mái. Đây sạc điện nó ở đây này. Đây là cái sạc điện này. Nhìn khá là đơn giản, nhìn khá là đơn giản. Tất nhiên để phát triển được một chiếc xe điện ở Việt Nam thì nó đòi hỏi cái cơ sở hạ tầng về trạm sạc là rất lớn. Và hiện tại nếu mà nói ở Việt Nam ấy thì chỉ duy nhất VinFast mới có thể làm được điều đó. Cá nhân tôi hy vọng rằng VinFast sẽ phát triển được những chiếc xe kiểu như thế này, chạy điện và bán giá rẻ như thế này. Bạn thấy đẹp chưa? Này, cam 360 này, gương gập điện này, đầy đủ này. Đó. Chìa khóa thông minh này, cảm biến bấm ở đây này. Đó. Nhưng mà chưa hết, các bạn hãy nhìn lên cái phần trên này. Đây là cái camera mà tôi đoán đấy nhá. Tôi đoán nó là cái hệ thống sẽ phụ trách cái chức năng lái xe tự động. Thế thì Tesla đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã kiện cái hãng xe này, bởi vì họ đã chôm cái công nghệ của Tesla rất nhanh. Đây, camera ở trên này trông như một cái đĩa bay đẹp. Tôi sẽ mở cái gương ra, làm sao gương không mở. Ok đi. Đó, thì đó là cái camera. Rồi chúng ta sẽ nhìn cái thân xe trước khi vào xe nhé. Cái thân xe các bạn thấy đẹp không? Đây là một chiếc crossover cỡ nhỏ, ngồi đủ rộng, đủ đẹp. Cửa cảm biến luôn, ở cả đằng sau luôn, rất đẹp luôn. Này, cái khu vực này nó làm thoát xe không? Ôi dồi, đẹp thế này mà có 20.000 đô. Phát rồ người lên vì cái xe ở Trung Quốc ấy. Này, đèn LED toàn bộ này. Nhìn chất lượng chưa này? Ở trong nó tạo ra những cái mặt phản chiếu, những cái hình rất đặc biệt.
nó như những cái bậc thang rồi pha lê chạm trổ rất đẹp. Tóm lại là mô tả khó lắm, không biết các bạn nhìn qua màn hình các bạn có thấy không, nhưng mà nó đẹp. Đèn led bọc viền luôn nhá. Mở cốp ra xem nào. Cốp điện luôn. Nhẹ nhàng chưa? Ui. Thế này cơ mà đây. Không biết là rộng rãi như thế nào nhưng tôi ngồi thử vào cho các bạn xem. Đây. Có thế này cơ mà. Ai, trần thì hơi thấp nhưng mà để mà ngồi như thế này với tôi nó là rộng cho một chiếc xe kiểu như này. Cái xe này thì nó to, tôi nghĩ nó to hơn chiếc EcoSport và nó cũng to hơn chiếc i20 Active. Xin lỗi, không phải i20 Active mà là chiếc Kona. Chiếc thế hệ sau của i20 Active. Đấy. Đẹp nhỉ. Xe Việt Nam mà sản xuất được như thế này với giá như thế này thì hết bài. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn vào trong để xem cái xe này nó nội thất nó đẹp mức độ như thế nào. Tôi sẽ vòng sang bên kia, tôi giới thiệu cho các bạn. Đây. Xin mời các bạn ngắm cái xe này. Hello, may I get in? Okay, thank you. Rồi, các bạn sẽ thấy. Trước tiên các bạn hãy nhìn vào cái phần này. Nó Tesla một cách dã man. Nó Tesla một cách dã man. Cái màn hình này thậm chí nó còn to hơn, dài hơn Tesla. Tôi đã lái Tesla rồi và thấy nó khủng khiếp. Trung Quốc mà không có gì ngoài màn hình, nhà có điều kiện, không có gì ngoài màn hình cả. Giới thiệu dần dần nhé, giới thiệu dần dần. Hệ điều hành ở đây thì họ vẫn sử dụng hệ điều hành tiếng Trung hết, Xmart OS. Đó, màn hình nhạy lắm các bạn ạ, màn hình nhạy một cách kinh khủng. Bởi vì thực ra mà nói thì tất cả, ôi này còn có cả quay camera luôn này. Để tôi điều chỉnh cái này xem. Ôi này, cái camera này là cái camera trên nóc đây này. Điều khiển ở đây này, đấy, nhìn đằng trước nhá, nhìn đằng trước này. Đấy, nhìn ra sau lưng nhá, nhìn ra sau lưng này. Vòng ra luôn, đấy, chất lượng chưa? Ồ, nó hay. Rồi, 360 này, 360 toàn cảnh nhá. 360 đây này, còn đây là chúng ta đằng trước này. À, hơi chậm một tí, chuyển cảnh hơi chậm một tí, à cũng không chậm lắm đâu. Đấy, đại loại là cái màn hình nó rất nhạy. Cái màn hình nhạy, điều khiển toàn bộ trên màn hình. Ở chỗ này thì khá đơn giản bởi vì nó học Tesla, nó học Tesla, nó khá đơn giản. Ở cái vô lăng thì cũng học rất nhiều của Tesla. Tesla lấy nguyên vô lăng của Merc mà cái này nó cũng gần giống y hệt. Cái nút bấm ở đây. Và những cái cần gạt ở đây nhá. Lấy y nguyên của Merc, có nghĩa là lấy y nguyên của Tesla. Đây. Vào số về số DPRN ở đây. Đó. Đăng P nhá. Và đây là D này, nhưng không vào. Hãng đang để chế độ trưng bày cho nên là không thể vào đây được. Đó, rồi cruise control nhá. À, không có lẫy chuyển số. À, kính tràn viền này. Rồi chống chói điện này. Ô đẹp dã man. Ôi có camera đằng trước luôn này, có đầy đủ những cái tính năng phanh tự động các thứ này. Cái này nó giống Tesla nữa này. Hãy nhìn bầu trời của tôi, cái kính nó lên tận đầu. Có nghĩa là nó không phải ở đây mà nó lên tận đây. Nó không khác gì Tesla cả. Có 20.000 đô các bạn. Các bạn làm ơn nhân hộ tôi. Nếu tôi nhân tỷ giá khoảng 25 đi là 500 triệu. 500 triệu cho xe này, 500 triệu. Tôi mua được chiếc xe gì ở Việt Nam? Một chiếc i10 cả đăng ký. Cảm thấy tự buồn, buồn dần. Chưa hết, trong này nó còn có màn hình này. Màn hình nhìn ngon như của Range Rover luôn, tôi thề. Xin thề với các bạn, màn hình này nó đẹp, nó nét không khác gì Range Rover. Các bạn nhìn thấy cái qua camera thì nó sẽ hơi bị nhiễu nhiễu một chút bởi vì do cái cảm biến của camera nó không thể ghi nhận được hết. Chứ còn nhìn ở đây thì không khác gì Range Rover. Không khác gì Tesla cả. What the car. Ô, trần còn ra lộn luôn chứ. Bực mình nhờ. Trần ra lộn này. Gương có cả cái cảnh báo điểm mù này. Đây còn có camera ở đây này. Không biết bên đấy có không, bên đấy không có. Cái camera này tôi nghĩ rằng nó sẽ nhìn vào cái khuôn mặt của người lái để nếu như mà buồn ngủ hay là gì nó sẽ cảnh báo. Tôi đoán thế thôi vì có cái camera ở đây. Ôi dồi ôi, tin được không? Còn 500 triệu. Thôi không biết là bao nhiêu tiền nhưng nó là 20.000 đô và đi được 365 cây số.
Với tôi thì nếu như chiếc xe này mà bán 600 triệu ở Việt Nam thì chắc tôi mua vài cái, mỗi cái một màu đi dần. Đây, tôi sẽ chỉnh lại đúng cái vị trí nhé, đúng vị trí lái nhé. Tôi sẽ lái nó ở cái vị trí khoảng như thế này. Bây giờ mình ra cái đằng sau xem nha. Để thử một, thử tưởng tượng lên. Đây, như thế này mới là của chuẩn của tôi này. Rồi, ra đằng sau xem như thế nào, để xem nó có rộng không nhá. Rồi, nó không quá nhỏ. Nếu như không muốn nói là như thế này là hợp lý. À, nhưng tiếc cái là nó không có tự để tay ở đây. Hơi tiếc, hơi tiếc. Chúng ta sẽ có cổng sạc USB và cửa gió điều hòa ở đây. Tóm lại là xe không có gì ngoài điện cho nên là cổng sạc muôn nơi. Ngồi trên này là rộng này, ngồi ra giữa xem. Cái này ghế đằng trước họ đang đẩy lên chứ ghế bên trái tôi ngồi vừa thì vẫn đang ổn. Đó, ngồi ra giữa nó bị êm. Nó êm mà nó không bị quá cứng ở lưng bởi vì nó không có tựa để tay, trần vẫn ổn. Sau bên này xem vừa thấy vui và vừa thấy buồn bởi vì tại sao? Tại sao đất nước của họ lại có thể làm ra những cái chiếc xe đẹp, tiện ích, tiện nghi và rẻ đến như vậy? Có 400 triệu thôi, 400 triệu đến tay người tiêu dùng và trong đó đã có lãi của nhà sản xuất rồi. Buồn quá. Thôi bây giờ anh em mình đi xem lại một vòng đi. Có mấy màu ở đằng kia kìa, có mấy màu rất đẹp, mình ra đấy mình xem thêm, xem thêm các màu đi. Các bạn hãy comment về chiếc xe này xem là nó như thế nào. Biết đâu một ngày nào đó VinFast sẽ sản xuất một chiếc xe 300 triệu đẹp như này, chạy xa hơn này ở Việt Nam thì sao nhỉ? Cứ ước đi, tội gì không ước, cứ mơ đi, tội gì không mơ, phải không nào? Hãy xem một vòng, đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.